sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Sát Liên chi 5.000 tỷ đồng xây nhà máy nước sinh hoạt, chất lượng nước không kém châu Âu, có thể uống trực tiếp từ vòi. Bên cạnh cương vị nhà sáng lập của ứng dụng bảo hiểm công nghệ Lian, vị nữ cá mập chính của chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3 Sát Đỗ Liên còn là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Aqua One, chủ tịch hội đồng quản trị công ty nước mặt sông Đuống. Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống của Sát Liên có quy mô gần 65 hectare tại khu vực xã Phù Đổng và xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 ở mức 5.000 tỷ đồng, tương đương 225 triệu USD. Dự án sử dụng nguồn nước thô được khai thác từ sông Đuống, có chất lượng và lưu lượng, đảm bảo cung cấp nước cho sinh hoạt và đáp ứng các giai đoạn phát triển nâng công suất nhà máy nước đến năm 2050. Chất lượng nước sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 01-2009 trên BIT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành. Nhà máy nước áp dụng dây chuyền công nghệ xử lý nước tiên tiến trên thế giới với công nghệ từ châu Âu, đạt hiệu suất xử lý cao, tiết kiệm chi phí xây dựng, chi phí quản lý vận hành, quy trình xử lý khép kín và không có nước xả thải ra môi trường. Ông Đỗ Văn Định, trưởng ban quản lý dự án nhà máy cho biết tiêu chuẩn này tương đương với các tiêu chuẩn của châu Âu. Hiện các nhà máy cung cấp nước sinh hoạt Việt Nam có hai loại, cung cấp từ nước ngầm và cung cấp từ nước mặt. Trong đó, theo ông Định, xử lý từ nước ngầm chiếm đến 70%. Nước của chúng tôi không có các chất tiềm ẩn gây ung thư cho con người như arsen, amoni, các gốc kim loại của mangan, sắt bằng không, tức những chất tiềm ẩn gây ung thư cho con người bằng không. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn về vi sinh gần như bằng không. Một số tiêu chuẩn như E. coli và tất cả các dạng coliform đều bằng không. Đấy là lý do công nhân của chúng tôi và nước các bạn uống trực tiếp từ vòi trong nhà máy là nước sinh hoạt chúng tôi sản xuất ra, ông Định nói. Một minh chứng dễ thấy hơn ông Định đưa ra là nước sản xuất ra từ nhà máy khi nấu lên không có tình trạng đóng cặn như nước của nhiều công ty cấp nước hiện nay tại Hà Nội. Uống nước lấy trực tiếp từ vòi trong khu xử lý nước, Sát Liên cho biết sau khi đi vào vận hành toàn bộ giai đoạn 1 vào đầu tháng 9 tới, giá tạm tính nước sinh hoạt của nhà máy là 10.246 đồng một mét khối. Thời điểm hiện tại, nhà máy mới vận hành giai đoạn 1A, giá cung cấp nước ở mức xấp xỉ 7.700 đồng một mét khối. Đấy là giá tạm tính của thành phố Hà Nội. Khi kiểm toán, nhà nước vào kiểm toán sẽ định ra một mức giá hợp lý. Nói về lãi thì chúng tôi chưa tính đến, thực ra cũng đang phải gồng mình vì vẫn phải đi vay. Hiện chúng tôi đang gồng mình và vẫn đang chịu đựng được, Sát Liên nói. Chúng tôi nghĩ một dự án dân sinh, đặc biệt là về nước sạch, là nguồn sống, là máu, sự sống của con người, thì không thể làm theo kiểu kiếm được lợi nhuận ngay hoặc thấy được cái lợi trước mắt. Tôi không muốn nói những giáo điều đạo đức hay gì đó cao siêu, nhưng ít nhất khi thực hiện những dự án như vậy, mình phải có cái tâm hướng tới cộng đồng. Thậm chí với nhiều người, việc thực hiện các dự án như vậy nhiều khi cũng là sứ mệnh. Từ cafebiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.